Xin chào tất cả quý vị trở lại kênh YouTube của Mark Home. Ngày hôm nay thì Nhật An sẽ tiếp tục giới thiệu quý vị những vấn đề liên quan đến kiến trúc và xây dựng nhà ở. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu chủ đề, đó chính là tất tần tật về Seno. Và trước khi tìm hiểu chủ đề ngày hôm nay, tôi sẽ giới thiệu sơ lược lại về tổng công ty của Mark Home nhé. Mark Home là công ty chuyên về thiết kế và thi công trọn gói nhà ở trên khắp tỉnh thành đất nước Việt Nam. Số hotline của chúng tôi là 092-774-8888, 0986-556-761. Hiện tại chúng tôi đã có trụ sở trên các ba miền của đất nước: miền Bắc 180 Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội; miền Trung 28 Hào Hoàng, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh; miền Nam 162-164 Cộng Hòa, phường 12, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra thì hiện tại ở miền Trung chúng tôi cũng đã khai trương, đó chính là chi nhánh ở Đà Nẵng nha quý vị. Rồi ở Tây Nguyên nè, miền Nam thì sắp tới sẽ triển khai đó chính là chi nhánh ở Cần Thơ cũng như là Cà Mau. Hiện tại thì đang trong quá trình xây dựng, cho nên là sau này dù cho quý vị ở đâu, ở khắp ba miền đất nước mà chúng ta có nhu cầu để mà thiết kế và thi công thì hoàn toàn có thể ghé đến trụ sở gần nhất của quý vị để có thể là trao đổi và ký kết hợp đồng. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ tìm hiểu chủ đề ngày hôm nay, đó chính là về Seno nhé. Thì đầu tiên chúng ta sẽ đến mục số 1, Seno là gì? Seno còn được gọi là máy hướng nước mưa, là một hệ thống được cài đặt ngay bên cạnh mái nhà để thu thập nước mưa. Đây là một công nghệ phổ biến trong các vùng nông thôn, người dân thường tận dụng nguồn nước trời ban tự nhiên này cho các hoạt động sinh hoạt hàng ngày. Trong truyền thống, Seno được làm từ các vật liệu như ống tôn, ống nhựa hoặc kẽm. Đối với hiện đại thì ngày nay, chất liệu bê tông cốt thép đang dần thay thế với khả năng bền vững, chịu được tác động của thời tiết và nhiệt độ môi trường. Việc sử dụng chất liệu này giúp Seno có độ bền cao hơn và không bị ảnh hưởng bởi các yếu tố khách quan bên ngoài như nhiệt độ, thời tiết. Máng Seno là một phần quan trọng của hệ thống thoát nước trong xây dựng, giúp ngăn chặn sự thấm nước và ổn định công trình. Nó giúp định hình hướng dẫn nước đi và ngăn chặn nước mưa từ việc thấm qua tường hoặc gây hư hại cho các bề mặt xung quanh. Nói chung là Seno là máng hướng nước mưa nha quý vị, là một cái hệ thống để mà giúp chúng ta sẽ có thể là thoát nước mưa, đặc biệt là với những công trình mà chúng ta xây có cái phần mái bên trên, giống như là mái Nhật nè, mái Thái nè chẳng hạn, thì chúng ta bắt buộc là chúng ta phải có cái hệ thống Seno này. Và nếu như quý vị chúng ta tự mình để mà chúng ta tự mình thi công rồi tìm một cái đội thợ quê, thợ vườn làm chẳng hạn, thì đôi khi cái việc mà chúng ta lắp đặt Seno nó sẽ không có đảm bảo được chính xác đúng về yêu cầu kỹ thuật, bởi vì chúng ta không có nhiều kinh nghiệm trong việc xây dựng. Còn nếu quý vị liên hệ với Mark Home của chúng tôi thì trong quá trình mà cả ngay từ cái khâu thiết kế rồi, thì kiến trúc sư của chúng tôi là những kiến trúc sư có đào tạo chuyên môn, thì kiến trúc sư họ sẽ đặt để những cái vị trí ví dụ là Seno như thế nào để hợp lý nhất. Rồi vào trong quá trình thi công cũng vậy ha, sẽ có đó chính là đội ngũ thợ xây giám sát công trình sẽ đảm bảo đó chính là Seno sẽ được lắp đặt một cách phù hợp để đảm bảo cái quá trình thoát nước mưa của công trình có thể diễn ra một cách gọi là suôn sẻ nhất. Bây giờ chúng ta sẽ đến mục số 2 là ba lưu ý về kích thước và độ dốc của Seno. Trong quá trình thiết kế và thi công lắp đặt Seno, có một số yếu tố cần quan tâm, bao gồm cả kích thước và độ dốc của chúng. Dưới đây là các điểm cụ thể. Đầu tiên là kích thước của Seno. Kích thước Seno sẽ phụ thuộc chủ yếu vào khẩu độ của mái và lượng mưa được ước tính trên diện tích mái. Chiều dài hệ thống mái nước có thông số bằng với chiều dài của mái nhà. Đây là cái chuyện chắc chắn rồi quý vị, bởi vì chúng ta thoát nước thì chúng ta phải thoát nước cả về cái phần mái đúng không nào. Nếu mà cái Seno nó không dài bằng cái chiều dài mái nhà thì có những cái đoạn không có Seno thì chắc chắn là nước nó sẽ tạt xuống phía bên dưới đúng không, và có khả năng nó sẽ tạt vào nhà hàng xóm. Thì đây là những chuyện rất là tối kỵ, cho nên bắt buộc là chúng ta phải có cái Seno, đó chính là chiều dài bằng với chiều dài của mái nhà. Tiếp theo là tiết diện của Seno. Tiết diện mặt cắt thường có hình dạng chữ U, giúp quy trình hướng nước mưa hiệu quả hơn. Và một yếu tố nữa là độ dốc của lòng máng. Độ dốc của lòng máng được thiết kế sao cho nước có thể dễ dàng chảy và điều hướng vào lỗ thoát nước. Thông thường, độ dốc của lòng máng nằm trong khoảng từ 0.1 đến 0.2% hướng dốc về phía lỗ thoát nước. Quan tâm đến yếu tố này giúp đảm bảo hiệu quả và hiệu suất của hệ thống Seno trong việc thu thập và điều hướng nước mưa một cách hiệu quả.
Về những cái điều này thì nó sẽ quan trọng từ ngay cái khâu thiết kế nha quý vị. À, cho nên em mới nói là nếu mà chúng ta tìm đến đội ngũ kiến trúc sư chuyên nghiệp giống như là đội ngũ của Mark Home thì chúng ta sẽ yên tâm ha, bởi vì kiến trúc sư họ đã có một cái kinh nghiệm và có một cái chuyên môn, cho nên là khi mà thiết kế về từ kích thước, độ dốc tới tầng tật thì người ta cũng đã tính toán xem là với ngôi nhà quý vị thì chúng ta sẽ bố trí như thế nào để đảm bảo là cái hiệu quả thoát nước mưa một cách tốt nhất. Bây giờ chúng ta sẽ đến một số 3, chính là hai loại mái Xeno phổ biến hiện nay. Với giải pháp Xeno hiện nay có hai loại Xeno phổ biến được dân xây dựng sử dụng phổ biến trong các công trình. Cụ thể đặc điểm từng loại như sau. Đầu tiên là Xeno âm tường. Xeno âm tường là phương pháp thiết kế lắp đặt Xeno, trong đó mái Xeno được âm vào bên trong tường không lộ ra ngoài. Điều này mang lại cho công trình một ngoại hình sạch sẽ và thẩm mỹ cao. Với Xeno âm tường, mái Xeno được tích hợp sẵn trong quá trình xây dựng hoặc sau đó được cắt và cài đặt vào bên trong tường đã hoàn thiện. Điều này tạo ra một thiết kế đồng bộ, nơi mái Xeno không thể nhìn thấy từ bên ngoài, tạo ra hình ảnh gọn gàng và tổng thể hài hòa cho tòa nhà. Thiết kế âm bên trong tường cũng mang những lợi ích khác như bảo vệ mái Xeno khỏi tác động trực tiếp của yếu tố môi trường như nắng, mưa, gió và bụi bẩn. Điều này làm tăng tuổi thọ của mái Xeno, giảm nhu cầu bảo trì và sửa chữa. Thật sự thì về Xeno âm tường thì không cần phải bàn ha, chúng ta vừa nghe đã thấy đó chính là đây là một cái giải pháp nó tối ưu và nó thể hiện được gọi là cái tính thẩm mỹ của công trình rất là nhiều. Nếu mà chúng ta nhìn lên ngôi nhà mà ta thấy cái Xeno nó quá rõ thì đôi khi là nó cũng mất đi tính thẩm mỹ ha. Còn tiếp theo số 2 là Xeno lộ tường. Xeno lộ tường là một loại Xeno truyền thống được sử dụng trong các công trình nhà ở nông thôn hoặc các nhà lên tầng. Trước đây người ta thường lấy ống nứa để tạo thành Xeno, nhưng hiện nay các chất liệu kim loại với độ bền cao được sử dụng phổ biến hơn. Xeno lộ tường lắp đặt ngay bên ngoài mặt tường, tạo thành một hệ thống mái rơi, dễ nhìn thấy và tiện lợi cho việc sửa chữa lắp đặt. Với Xeno lộ tường, việc thu thập điều hướng nước mưa trở nên dễ dàng và hiệu quả. Đặc biệt, Xeno lộ tường cho phép quan sát trực tiếp và kiểm tra tình trạng mái Xeno, giúp phát hiện và khắc phục sự cố nhanh chóng. Tuy nhiên, khi lắp đặt Xeno lộ tường, cần lưu ý thực hiện bước quét hắt dầu chống thấm, nâng cao tuổi thọ của kết cấu mái hướng nước này. Quét hắt dầu sẽ tạo ra một lớp màng bảo vệ, ngăn chặn sự thấm nước, bảo vệ mái Xeno khỏi các yếu tố môi trường gây hư hỏng. Tiếp theo, chúng ta sẽ đến một số 4 là lợi ích khi sử dụng Xeno. Xeno vẫn là lựa chọn ưa chuộng cho nhiều người trong việc thu thập và điều hướng nước mưa với những ưu điểm đáng chú ý như sau. Đầu tiên, đó chính là tính thẩm mỹ cao. Một trong những ưu điểm quan trọng của Xeno là khả năng tăng tính thẩm mỹ cho công trình xây dựng. Trong trường hợp Xeno âm tường, nó mang lại sự thẩm mỹ cao và tạo ra một vẻ ngoài tinh tế cho công trình. Việc sử dụng Xeno âm tường giúp làm cho bề mặt trở nên thoáng đãng, không có các phần gắn kết hay chi tiết nhô ra. Điều này góp phần tạo nên diện mạo hoàn chỉnh và đẹp mắt cho công trình. Đối với Xeno lộ tường, cũng có nhiều sự lựa chọn để tăng tính thẩm mỹ. Có thể sử dụng Xeno lộ tường có cùng màu sắc với mái nhà, tạo sự đồng nhất, hài hòa trong tổng thể kiến trúc. Ngoài ra, việc sử dụng Xeno lộ tường với các màu sắc riêng biệt cũng không ảnh hưởng đến yếu tố thẩm mỹ, vẫn giữ được sự hài hòa của công trình. Việc lựa chọn màu sắc phù hợp hài hòa làm cho Xeno trở thành yếu tố thẩm mỹ quan trọng, tạo nên một bề ngoài tinh tế và thu hút cho công trình xây dựng. Ưu điểm nữa đó chính là độ bền chất lượng. Xeno là một thành phần quan trọng trong hệ thống xây dựng, đặc biệt là khi được làm từ bê tông cốt thép, nó mang lại độ bền vượt trội. Với khả năng chịu đựng tác động của thời tiết khắc nghiệt và khí hậu biến đổi, Xeno đảm bảo sự bền vững và chất lượng sử dụng lâu dài. Điều này đồng nghĩa với việc hệ thống Xeno có thể hoạt động hiệu quả và đáng tin cậy trong suốt thời gian mà không bị hư hỏng hay suy giảm hiệu suất. Tính bền bỉ của Xeno giúp nó trở thành một lựa chọn lý tưởng cho các công trình xây dựng cần sự đáng tin cậy và khả năng chịu lực cao. Ưu điểm tiếp theo đó chính là nâng cao chất lượng công trình. Sử dụng Xeno trong việc thu thập và điều hướng nước mưa trong các công trình xây dựng giúp đảm bảo chất lượng của công trình. Bằng cách này, Xeno giúp ngăn chặn việc nước đọng lên bề mặt mái, gây hiện tượng thấm dột và khiến công trình xuống cấp nhanh chóng. Điều này đảm bảo tính ổn định và bền vững của công trình trong thời gian dài. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến một số 5, đó chính là 4 bước bảo quản Xeno đúng cách. Để đảm bảo chất lượng và tăng thời gian sử dụng, việc bảo quản mái Xeno là yếu tố quan trọng. Bên cạnh các tiêu chí kỹ thuật trong quá trình thi công, việc chú trọng đến độ co giãn của các vị trí khe lún và tường trượt cũng rất quan trọng. Để bảo quản mái Xeno, quý vị có thể thực hiện các bước như sau. Bước 1, sử dụng Sika Roof Membrane kết hợp với nước và hòa tan theo tỷ lệ 20-50%.
Bước 2, quét từ 2 đến 3 lớp chất chống thấm lên sê nô hoặc bề mặt mái nhà, đảm bảo tuân thủ thứ tự quét từ lớp trước đến khi khô rồi mới tiến hành lớp sau. Bước 3 là chờ cho lớp chống thấm khô trong khoảng thời gian 2 đến 3 giờ, sau đó quét lớp Sika Latex kết hợp với vữa hồ lên trên tấm màn Sika Rope. Bước 4 đó chính là phun hóa chất có chức năng bảo dưỡng là Artisol E hoặc chất Artisol S sau khi đã thi công trát vữa. Việc thực hiện các bước trên giúp bảo quản máy Seno một cách hiệu quả, đảm bảo tính chống thấm, tăng tuổi thọ của hệ thống. Bằng cách này, quý vị có thể bảo vệ máy Seno khỏi tác động của thời tiết và môi trường, đồng thời đảm bảo độ bền và hiệu quả, hiệu suất của hệ thống trong thời gian dài. Vì vấn đề này thì quý vị có thể yên tâm, nếu quý vị liên hệ với Mark Home chúng tôi để thiết kế và thi công trọn gói thì chúng tôi sẽ có, đó chính là giám sát thi công công trình, sẽ đảm bảo là nếu trong quá trình chúng tôi lắp đặt Seno thì cũng sẽ thực hiện những cái bước để mà bảo quản, để mà vào quá trình sử dụng của quý vị thì hệ thống Seno có thể là hoạt động một cách trơn tru nhất. Và cuối cùng số 6 là tổ chức thoát nước cho máy dốc và cấu tạo khác. Đầu tiên là tổ chức thoát nước cho nhà máy dốc. Trong quá trình tổ chức thoát nước cho nhà máy dốc, chúng ta sử dụng các Seno được làm từ vật liệu tôn tráng kẽm để thu gom nước mưa từ mái. Cấu trúc của Seno giúp nước chảy xuống các ống thu đứng, sau đó nước sẽ được thoát ra khỏi hệ thống, tránh tình trạng động nước. Cấu tạo mái đua và tường chắn mái. Mái đua của nhà không chỉ đóng vai trò bảo vệ tường khỏi ẩm ướt mà còn có tác động che nắng và che mưa, đồng thời tăng tính thẩm mỹ cho bề ngoài của căn nhà. Mái đua có thể được thiết kế và chế tạo theo yêu cầu cụ thể của từng công trình. Trong thiết kế mái đua, đầu mái đua có thể được làm thành dìm mái hoặc Seno, tùy thuộc vào mục đích sử dụng và thiết kế kiến trúc. Ngoài ra, bên dưới mái đua có thể làm trần, tạo ra không gian bảo vệ thêm cho các khu vực dưới đó. Tổng thể, mái đua không chỉ có tác dụng chức năng mà còn mang đến vẻ đẹp và sự hoàn thiện cho ngôi nhà, đồng thời tạo ra không gian bảo vệ thoáng đãng dưới mái đua. Trong việc xây dựng mái đua, việc sử dụng viên ngói chỗ dìm của mái đua có thể được thực hiện với chiều dày khoảng 30-50mm. Đối với trần mái đua, thông thường sử dụng trần vôi rơm với cấu tạo tương tự như trần nhà. Tuy nhiên, để tiết kiệm chi phí, cũng có thể sử dụng cách làm đơn giản hơn, chỉ cần đóng la ti mà không cần trát, đóng bằng chất gỗ hoặc sử dụng một số vật liệu khác. Tấm dìm mái đua thường có độ dày khoảng 25-30mm và độ cao của nó thường dao động trong khoảng 200-300mm. Tấm dìm mái đóng vai trò quan trọng trong việc hướng dẫn, định hình sự chảy nước từ mái xuống hệ thống thoát nước. Và một ý cuối đó chính là về tường chắn mái. Tường chắn mái được xây dựng bên ngoài chu vi nhằm che phủ mái, thường được hình thành bởi một phần tường gạch cao gọi là tường con kiến. Seno được đặt bên trong tường chắn mái được làm bằng tấm tôn sẽ chạy dọc theo vị trí chân tường chắn mái. Bề mặt trong của tường chắn mái và Seno được tráng xi măng với tỷ lệ 1:3 và đánh sơn màu. Vậy là em vừa giới thiệu quý vị tìm hiểu tích tinh thật về Seno, hy vọng rằng đây những thông tin bổ ích. Và nếu quý vị có nhu cầu thiết kế và thi công, đừng ngần ngại liên hệ ngay với Mark Home ở số hotline 092-774-8888, 0986-556-761. Đừng quên nhấn like, subscribe, chuông thông báo để không bỏ lỡ video mới nhất của chúng tôi. Còn bây giờ, Nhật An xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.